Tối ngày 23 tháng 10, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra buổi trình diễn âm nhạc đặc sắc K-pop and Cultural Concert, thu hút đông đảo công chúng trong và ngoài nước tham dự. Đây là sự kiện do Đại sứ quán Peru tại Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Peru và Việt Nam. Sự kiện không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đỉnh cao mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị và hợp tác toàn diện của hai quốc gia. Một trong những cách thức có thể đi đến trái tim và linh hồn của người Việt Nam và Peru đó là thông qua văn hóa và nghệ thuật mà không có giới hạn nào. Những nghệ sĩ có thể hát bằng ngôn ngữ khác và mọi người có thể cảm nhận qua nhịp điệu và những gì xuất phát từ trái tim. Vì vậy, chúng tôi nhận ra rằng đây sẽ là một cách tuyệt vời để ăn mừng quan hệ giữa hai nước, giao lưu đa dạng văn hóa và thúc đẩy quan hệ cộng đồng người Peru và người Việt Nam. Mở màn cho buổi hòa nhạc, khán giả đã được thưởng thức tiết mục độc tấu guitar của nghệ sĩ Vũ Hiển, một cái tên biểu tượng của dòng nhạc guitar cổ điển tại Hà Nội. Tiếp đó, những bài hát mang giai điệu truyền thống của nữ ca sĩ Yolanda Pianez, ngôi sao của dòng nhạc dân gian đương đại Peru, kết hợp với nghệ sĩ đàn tỳ bà Phan Thủy tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, thể hiện sự giao thoa văn hóa sâu sắc giữa hai nước. Không khí buổi hòa nhạc sôi động hơn khi đến với phần trình diễn của ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc tài năng của Peru, Lenin Tamayo, là người tiên phong sáng lập dòng nhạc K-pop. Nam ca sĩ Lenin khéo léo kết hợp giữa âm hưởng truyền thống của ngôn ngữ Quechua cổ xưa với nhịp điệu sôi động của K-pop, mở ra một không gian âm nhạc đầy sắc màu. Có một ca khúc mới nằm trong phần 2 của album mà tôi cũng nghĩ bài hát này có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi. Đó là ca khúc đồng hành cùng tôi suốt chuyến lưu diễn này, tên là Yata. Từ này không chỉ đơn thuần có nghĩa là con người, mà còn là bạn, chúng ta. Mỗi quốc gia mà tôi ghé thăm đều không chỉ là một nền văn hóa, mà nó là một cộng đồng. Đó chính là ý nghĩa của Yata. Tôi không chỉ hát cho người dân của mình, mà còn hát cho tất cả mọi người trên thế giới. Giống như ở Việt Nam, lịch sử nơi đây rất rõ ràng và không thể che giấu được. Nó thật sự hiện hữu trong từng lời ca. Đó là lý do mà vì sao tôi nghĩ rằng khi hát bài này ở đây, nó sẽ trở thành một bài hát rất yêu thích của tôi trong album này. Buổi hòa nhạc khép lại với một tiết mục bùng nổ của tất cả các nghệ sĩ với ca khúc Xin Chào Việt Nam. Sự kết hợp giữa các giai điệu khác nhau từ Việt Nam và Peru khiến khán giả vô cùng hào hứng và xúc động, để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ trong lòng mỗi người xem. Đây cũng là lần đầu tiên mình tham dự một concert âm nhạc có ca sĩ là người Peru. Cái dòng nhạc này là dòng nhạc K-pop, thì nó có nghĩa là dòng nhạc của người mang cái ngôn ngữ Quechua, là cái ngôn ngữ mà sử dụng Peru. Nên là và bạn ý là muốn mang một cái dòng nhạc với là Quechua kết hợp với nhạc pop để mang nó giữ được cái ngôn ngữ đấy, nó không bị mất đi, tại vì nó là một ngôn ngữ cổ. Thế nên là mình khi biết được câu chuyện đấy thì mình thấy nó rất là ấn tượng. Và lần đầu tiên được nghe âm nhạc Peru kết hợp với âm nhạc truyền thống của Việt Nam thì nó mang lại một cái tác phẩm rất là mới lạ. Đây là một cái sự kiện để nhân dân thủ đô cùng với đoàn ngoại giao thưởng thức một cái chương trình âm nhạc có ý nghĩa, vừa để giới thiệu cho chúng tôi một phần nhỏ về âm nhạc của Peru, vừa đi thưởng thức một ngày mùa thu của Hà Nội trong lòng thủ đô. Tôi hoàn toàn đánh giá cao cái nỗ lực của Đại sứ quán Peru và của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam luôn luôn tạo cho nhân dân thủ đô và tạo cho đoàn ngoại giao cái cơ hội để khám phá và tìm hiểu thêm về những cái nét văn hóa của các dân tộc khác. Người dân Việt Nam rất khát khao tìm hiểu về văn hóa, vì người dân Việt Nam cũng rất quan tâm đến việc hội nhập và tìm hiểu về các dân tộc khác qua những cái hoạt động văn hóa như tối hôm nay.